365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 5 tháng 1. Lời Chúa. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Thiên Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước kẻ thù. Lời Thánh Y Nhã. Phải phòng ngừa các cám dỗ bằng cách làm những điều trái ngược lại. Hiến chương 265. Suy niệm. Làm ngược lại là một trong những nguyên tắc mà Thánh Y Nhã dùng để chống lại các cám dỗ và rèn luyện nhân đức. Trong Linh Thao, khi một người bị cám dỗ rút bớt giờ cầu nguyện, Thánh Y Nhã khuyên nên kiên trì giữ giờ cầu nguyện, thậm chí còn kéo dài hơn một chút để chống lại cám dỗ. Hay trong việc huấn luyện anh em trẻ trong dòng, Ngài khuyên khi thấy một ai có khuynh hướng kiêu ngạo, phải rèn luyện người ấy trong những việc thấp hèn nào thấy có thể giúp họ hạ mình. Về các xu hướng khác của tâm hồn cũng vậy. Hiến chương 265. Chắc chắn việc làm ngược lại không đơn thuần là cách trị liệu tâm lý hay rèn luyện ý chí để chống lại các khuynh hướng xấu nơi mình. Vì như thế, làm cách này chỉ là sự phô trương về sức mạnh ý chí của chính mình, tức là tự nói với chính mình rằng: tôi có thể làm được, tôi đủ mạnh để làm. Việc làm ngược lại phải hướng đến một điều sâu xa hơn, đó là loại bỏ con người cũ của mình và mặc lấy Đức Kitô, mặc lấy cách sống của Người. Vì Người là đường dẫn đến sự sống, và Người cũng chính là sự thật và là sự sống. Như thế, việc làm ngược lại mang một chiều kích thiêng liêng và cần nhiều ơn Chúa. Thánh Phaolô ý thức rằng cuộc chiến chống lại sự dữ và các cám dỗ của nó là một cuộc chiến cam go. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta trở nên như những chiến binh, luôn mang binh giáp vũ khí của Chúa để sẵn sàng đáp trả mọi mưu trước của ma quỷ. Ngài gọi áo giáp là sự công chính, khiên mộc là đức tin, mũ là ơn cứu độ, và gươm chính là lời Thiên Chúa. Trong kinh nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc của người Việt chúng ta, kinh cải tội bảy mối có bảy đức chỉ cho cách chữa trị các khuynh hướng xấu bằng cách rèn luyện các nhân đức đối lập với nó. Thứ nhất, khiêm nhượng chớ kêu ngạo. Thứ hai, rộng rãi chớ hà tiện. Thứ ba, giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục. Thứ bốn, hay nhịn chớ hờn giận. Thứ năm, kiêng bớt chớ mê ăn uống. Thứ sáu, yêu người chớ ghen ghét. Thứ bảy, siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biến. Hồn sống trong ngày. Xin Chúa cho tôi nhạy bén nhận ra những cám dỗ của ma quỷ. Xin Chúa ban sức mạnh để tôi mau mắn chống trả chúng. Xin Chúa cho tôi nhận ra đâu là nết xấu, khuynh hướng xấu, và cũng là điểm yếu nhất trong tường thành của linh hồn tôi mà ma quỷ hay tận dụng để hạ gục tôi.
tôi cũng xin ơn Chúa giúp tôi tập luyện nhân đức đối lập với nét xấu đó để diệt trừ nó. Lạy hồn Chúa Kitô, xin hãy thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương của Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con. Xin dấu ân con trong các vết thương của Ngài. Xin chớ lìa xa, nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến, để con được ngợi khen Chúa cùng các thánh trên trời, tụng ca đến muôn đời. Kitô, xin hãy thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương của Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận đời con. Xin dấu ân con trong các vết thương của Ngài. Xin chớ lìa xa, nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến, để con được ngợi khen Chúa cùng các thánh trên trời, tụng ca đến muôn đời.